tình yêu thương, sự lo lắng của những bậc làm cha làm mẹ dành cho đứa con thơ của mình trên suốt hành trình khôn lớn và trưởng thành luôn đong đầy và bao la. Đặc biệt với những đứa trẻ không may chưa được hoàn thiện như em, nỗi lòng của các bậc sinh thành ấy luôn chất chứa và đau đớn một nỗi buồn sâu kín. Chị thì đang làm công ty Taiwan Vina, còn ông xã của chị thì chạy taxi. Vợ chồng thì cũng tiết kiệm thì lo cho con cái. Cái bớt của em thì cái lúc mà chị sinh ra thì nó mờ mờ thôi. Nó chỉ giống như cái vẻ vết đen đen giống như là nó dơ đó, dễ để không sạch á. Xong rồi nó lớn lên lần thì nó lại mọc cái lông và nó lại lớn, nó chằn ra cái mặt, nó chằn ra theo cái khuôn mặt của nó lớn là nó cái bớt nó lại to ra nên nó hả. Lúc nhỏ thì cháu không biết gì, nhưng mà lên nó học lớp 1 là bắt đầu là các bạn treo chọc thì cảm thấy nó ngại á. Rồi nó bảo hả, mẹ ơi, ước gì mà con hả không có cái bớt này. Nên ba mẹ cũng, ba nó cũng động lòng á, còn đi làm cho nó. Những chất chứa, những lo lắng, đôi khi nó trở thành sự tự vấn, trở đi trở lại trong những đêm thức trắng của bậc sinh thành, như dao sắc cứa vào lòng, sau khi ôm con vào lòng, lắng nghe những tâm sự của con, để rồi những bậc làm cha làm mẹ không lúc nào thôi nguôi ngoai trăn trở, ước ao có được điều kiện, được phép màu để thực hiện ước mơ, nguyện vọng, mong muốn chính đáng ấy của đứa con thơ. Và cũng là khát khao của một tình yêu vẹn tròn, khát khao chở che, bao bọc như một bản năng của những bậc làm cha, làm mẹ. Ba mẹ em kể là hồi nhỏ em mới sinh ra là nó có cái vết màu đen đen ở trên má, mà cứ tưởng là cái vết dơ á, xong rồi rửa ra nó không có ra, để dần dần cái nó mới lớn lên rồi nó mới lan rộng mà. Rồi đến hồi năm lớp 4 là nó đầy, nó lan hết mặt ra luôn rồi, nó lan hết cùng mình. Rồi ở trên vết đen nó có lông. Bởi vì trong quá trình bé đi học á, thì các bạn bè rồi cứ thấy cái bớt có bộ lông rất nghịch, cho nên cứ giật bé. Mà lúc đó bé thì nhưng mà tướng to nữa, cho nên nó đấm con người ta cái nông mà. Thế là phải mình nhà trường mời mình lên, nói là cháu thì cũng hiền thôi nhưng mà lại đánh bạn. Thế là mình hỏi ra thì bé mới nói là bị bạn giật đau quá không chịu nổi. Tại vì giờ cháu nó lớn, nó mặc cảm với bạn bè, nó bảo hả nhiều lúc á, nó xin mẹ 2.000, hỏi 2.000 để làm gì, thì nó mua bằng keo cá nhân, nó gắn lại, thì chị thấy cảm động quá. Cái có hôm bé nằm bé ngủ bên bố, bé nói là nói ba mai ba cho con đi phẫu thuật cái này để các bạn cứ giật giật nhé. Suy nghĩ mãi đêm đó anh không sao ngủ được, thì mai anh quyết định là cái kệ đó. Thôi bây giờ đường nào cũng làm lo cho con mà. Cái bớt đấy là bác sĩ gọi là hắc tố da vùng má của nó, cái hắc tố da vùng má. Rồi hành trình đi thì lúc đầu là chị không biết. Lúc đầu chị mới nghe người ta nói thì chị lên Chợ Rẫy, nó mới vô phòng tư vấn á. Chợ Rẫy nó bảo là nên làm cái này là hết nhiều tiền lắm, mà nhà mình thì đâu có điều kiện đâu. Cái thời điểm đó thì chị thấy rất cao. Gia đình thì họ lúc đó tụi anh vào đây lập nghiệp thì cũng đâu có gì đâu. Hai vợ chồng dành dụm thì mua được cái nhà hồi đó đơn sơ thôi, chỉ mới sửa lại thôi, chứ còn ngày xưa đơn sơ. Thế là gia đình phải cố gắng kệ. Nói chung là cũng may mắn gặp bác sĩ đó, cũng tư vấn nói là bây giờ hoàn cảnh của anh cũng khó khăn như vậy thì thôi, anh đưa cháu vào như đồng một để có bảo hiểm, để hướng được bảo hiểm. Thế là anh quyết định vào như đồng một thì anh đưa vào, thì giới thiệu vào khoa răng hàm mặt thì bác sĩ Nguyễn Văn Đảo trực tiếp hướng dẫn anh làm và cho lịch để mà mình phẫu thuật hàng vào dịp hè. Mỗi lần phẫu thuật như vậy thì nói chung là kéo dài, mỗi một lần phẫu thuật kéo dài 4 tiếng đồng hồ thì sau nói chung là kết quả tốt đẹp, tất cả đều tốt đẹp hết. Mỗi lần như vậy là bác sĩ gây mê và cắt bỏ đi, mỗi lần là bỏ đi 2 cm, cứ mỗi lần như vậy thì kéo xuống
kéo xuống cho đến hồi hết cái bớt thì mới còn lại cái đó. Em mong là bác sĩ giúp em làm cho cái má nó đỡ lại hơn nữa. Mong ước của em là làm ca sĩ ạ. Ở trên lớp em cũng ít tham gia phong trào văn nghệ, nhưng mấy bạn cũng kêu em nên em cũng đi luôn. Muốn làm một người ca sĩ phải cần một giọng hát hay, kỹ năng biểu diễn đó. Động lực lớn nhất để khiến em thực hiện ước mơ là học ạ. Rồi, bác sĩ chào Khoa. Chào bác. Vừa rồi thì bác sĩ có nhận được cái hồ sơ của Khoa do chương trình Cuộc Sống Mới chuyển qua. Thì sau khi xem xong rồi thì hôm nay bác sĩ mời Khoa đến để bác sĩ khám cho Khoa, đồng thời tư vấn cho cái phương án để chúng ta thực hiện làm sao để cho cái chỗ mà cái sẹo của mình nó đẹp hơn. Trước tiên là cho bác sĩ hỏi Khoa một số vấn đề ha. Cái sẹo của mình đó là nguyên do từ đâu mà có? Dạ, từ mùa lúc mới sinh ra ha, là con có một cái bớp ở trên mặt. Xong rồi mỗi năm là con lên Sài Gòn là cắt đi mùa. Cắt đi mà ít. Dạ. Đúng không? Khoa hiện nay là học sinh học lớp mấy? Dạ, thưa bác là năm nay con học lớp 8 ạ. Mình có cái sẹo trên má như vậy thì đi học có trở ngại gì không? Dạ, đi học mà con cũng cảm thấy ngại bạn bè. Rồi bạn bè có trêu chọc mình về cái sẹo này không? Dạ, bạn bè cũng nghĩ cho con nên bạn bè không chọc. Thì thật ra hồ sơ thì bác sĩ đã xem hết rồi, nhưng mà hỏi Khoa lại để bạn xem đài tiện theo dõi mà. Dạ. Khoa tổng cộng là mình cắt bao nhiêu lần? Tổng cộng con làm là 4 lần hả? 4 lần, cứ mỗi năm cắt một lần đúng không? Và lần cuối cùng thì bác sĩ nói sao? Dạ, bác sĩ nói là da nếu mà làm nữa thì cái nó kéo cái mặt xuống nè, kéo cái chỗ này. Kéo mặt xuống đúng không? Không còn cắt được nữa. Thì đúng là hiện tại thì rất là căng rồi. Và bác sĩ để ý thấy là cái mi mắt bên đó của Khoa đó nó bị xè xuống, nó bị trễ xuống ở đây rồi ha. Cái chỗ này nó bị sẹo xuống rồi. Do đó thì có lẽ là người ta kết luận là không cắt nữa là cũng đúng. Hiện nay thì trên cái mặt trái của Khoa nó có một cái vết sẹo tương đối là dài. Dài. Và đây là một cái loại sẹo mà người ta gọi là giãn. Sẹo giãn. Tức là khi mình khâu một cái vết thương, mình khâu một cái vết thương mà mình kéo nó vào, nghịch nó vào để mình khâu, thì sau khi mình cắt chỉ ra thì cái vết thương này từ từ nó sẽ giãn ra bởi vì nó căng quá. Thì trên màn hình chúng ta thấy rằng á, nếu mà đo cái độ to của cái sẹo này từ cái biên màu đen này cho đến cái biên dưới của nó thì có chỗ nó lên đến gần 3 cm chiều cao, còn cái chiều dài của nó thì bắt đầu từ dưới bàn tay kéo dài ra tới gần mép miệng. Cái trường hợp này nó còn có một cái chỗ nữa là ngay chỗ này đây. Đó, thì cái chỗ này là cái chỗ mà do là chúng ta khâu ở đây. Khâu đến cái đoạn cuối cùng. Đó, khi mà chúng ta bóp cái đoạn giữa này nhiều quá thì cái đoạn cuối cùng á nó sẽ bị trồi lên. Trồi lên thì trên cái hình nghiêng này chúng ta thấy rằng đây là cái viền của mặt và cái chỗ này nó bị nhô lên. Và nhìn thẳng trên cái mặt của Khoa thì cái chỗ này nó cũng bị nhô lên. Nó nhô lên giống như là có một cái cục thịt dư ở đây đó. Nè. Đây là nãy giờ chúng ta phân tích cái sẹo cũng như đặc tính của nó. Thì cái phương án mà chúng ta làm thì đầu tiên là bác sĩ Long sẽ giải quyết cái cục này. Cũng nhìn rất là khó chịu đúng không? Thì sau khi chúng ta giải quyết cái này thì nó cũng sẽ dễ chịu hơn, nhìn nó đẹp hơn. Bước thứ hai thì chúng ta không dùng phẫu thuật, tức là cái sẹo này bắt buộc phải dùng phẫu thuật này, phẫu thuật để làm đẹp nó đi.
cái bước kế tiếp là chúng ta xử lý cái sẹo giãn này. À, sẹo giãn này thì bác sĩ sẽ dùng cái laser proximal để tiếp tục điều trị, cái phần này, để cho nó láng lên, nó láng đi. Hiện nay thì nó rất là gồ ghề, nhìn rất là gồ ghề. À, thì do là cái sẹo nó bị giãn mà, thì chúng ta thấy là nó có những cái đường sọc xuống như này, bởi nó giãn theo cái chiều này, nó kéo ra như thế này thì nó tạo nên những cái đường sọc này. Thì chúng ta sẽ làm sao cho nó láng lại. À, và cái kèm theo đó, song song đó là chúng ta sẽ giải quyết những cái đen đen này, à, để cho nó mất đi. Không biết Khoa có hỏi gì thêm không? Vậy nếu mà làm bác làm thì thời gian hồi phục là khi nào ạ? Thời gian hồi phục thì nó sẽ, từng giai đoạn sẽ khác nhau. Thí dụ như giai đoạn 1 chúng ta cắt cái sẹo này đi, thì thời gian hồi phục tầm khoảng chừng 2 tuần lễ. Dạ. Là hồi phục rồi. Và tiếp theo thì chúng ta giải quyết sẹo giãn này đó, thì chúng ta bắn laser proximal khoảng mỗi tháng một lần. Dạ. Như vậy dự kiến cái sẹo này phải bắn khoảng 5 lần. Dạ. Mỗi tháng là Khoa đến đây một lần để chúng ta xóa cái sẹo đi, cho nó mờ dần đi. À, và như vậy thì tổng cái thời gian của mình mất khoảng 5 tháng. Dạ. Sau 5 tháng thì hy vọng rằng chúng ta sẽ có một cái diện mạo mới tốt hơn. Dạ. Ngoài ra thì khi mà điều trị cái này cho Khoa thì có thể sau khi cái sẹo đẹp rồi, do là cái má bên đây nó bị móp, nó bị lép vào so với má bên đây, thì bác sĩ sẽ có thể ghép mỡ vào đây để tạo nên cái độ đầy giống như bên đây, hai bên cho nó đối xứng với nhau, thà nó đầy, nó tròn, tròn hai bên luôn, chứ không bên tròn bên lép thì nó không cân đối, đúng không ạ? Thì như vậy thì cái bên này do là chúng ta khâu nhiều lần quá, cả cái mí mắt cũng bị kéo xuống luôn mà, do đó thì nó bị lép cái này vào nha. Rồi, không biết là sau khi bác sĩ nói cái phương án cũng như giải thích cho Khoa rồi, Khoa bây giờ đã chuẩn bị sẵn sàng để bước vào phẫu thuật chưa? Dạ rồi ạ. Rồi bây giờ thì sẽ có nhân viên dẫn Khoa lên trên phòng mổ và làm các bước chuẩn bị, rồi bác sĩ sẽ phẫu thuật cho Khoa nha. Rồi.